Rất nhiều bác khách gọi điện qua bên em hỏi là còn những cái cặp tép lẻ hay không. Thì ở đây hiện tại em đang có một cặp tép của Onkyo nhá. Nhưng mà đôi tép này thì là tép mắt mèo. Đấy, tép to hơn và tức là cái củ của nó cũng to hơn, tức là đường kính to hơn và đường kính củ cũng to hơn như các bác nhé. Đấy, tép mắt mèo. Dòng này là dòng cao cấp hơn so với cả mấy cái đôi tép mà loại thường em hay quay cho mọi người. Đấy, em không biết đâu cả nhưng nhìn cái nón các bác đã thấy khác này. Đấy, cái nón này thì không bao giờ sợ bị méo mốt như các bác anh canh nhá. Đây, mình ấn vào này, nó có cái độ đàn hồi rất là tốt, nguyên cái nón của nó thôi, cái chất liệu của nó rất là khác này. Đấy, mắt mèo này, các bác nhìn thấy giống mắt mèo. Còn mấy cái dòng kia ấy thì các bác ấn vào một cái là thôi, ấn vào là thôi, xác định luôn nhá là nó sẽ bị méo bị móp luôn. Dòng này thì thoải mái vô tư này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, độ đàn hồi của nó khá là cao. Đấy, tép đây. Con này là của Onkyo này, trên đây ghi 25W 5,5 ohm, được chưa? Đấy, 25W 5,5 ohm thì công suất thì bằng với cả bọn kia hình như là 4,5 ohm, 4,5 hay sao? Em cũng không nhớ rõ lắm cái ohm lắm. Nhưng mà công suất thì bằng nhau, nhưng mà dòng này thì là dòng cao cấp hơn nha các bác nhá. Đây, em đo luôn đường kính để các bác thấy này. Đây, bên này cũng như vậy nhá. Đấy. Đường kính của tép đây. Đường kính của nó là 10,5 phân. Đấy các bác nhìn rõ, 10,5 phân. Còn đường kính hai lỗ ốc của nó cũng là 10,5 phân nhá. Củ đây. Củ của nó là đường kính là 6,5 phân. Đấy. Đấy là kích thước chi tiết của cái đôi tép này. Dòng nào cao cấp hơn thì em bảo cao cấp hơn, còn dòng nào dòng thường thì em sẽ nói là dòng thường. Đấy, còn cái này thì cũng chẳng có gì để phải giấu các bác cả, đúng không ạ? Đấy, nguyên cái đường kính tép này 10,5 phân đã to hơn so với cả dòng thường rồi. Các bác biết những cái con mà loa mà gọi là loa mini mà bát nhỏ đúng không ạ? Đấy thì nguyên cái bát của nó đã là 10 cm rồi. Đấy, tép này đã bằng nguyên cái bát của nó rồi đúng không ạ? Đây mà đây là tép nhá. Thì cái bát của nó cũng phải nhỉnh và to hơn, ngang to hơn cũng nhiều so với cả những dòng thường rồi. Bọn này thì thông thường thì đi cùng bọn nó phải là bát 16, 18 đấy các anh ạ. Đấy nó lên đến tầm đấy cơ, tức là thuộc dạng loa trung luôn. Đôi tép này nhá, đôi tép này thì bình thường ra là bên em bán giá khá là cao đấy, bởi vì nhập vào nó đã cao rồi, khoảng là 650 cơ. Đấy, bây giờ mà để giá đấy thì cũng khó bán, như một số anh thì cũng muốn mua nhưng mà lại lăn tăn về giá nó cao ấy. Thì thôi, em nhà bên sếp em bảo là thôi quyết định giảm giá cho các bác nhá. Đôi này em sẽ để cho các bác giá 550.000. Đấy, bằng luôn so với cả cái bọn tép thường nhá. Đấy, mà trong khi đấy bọn này nhập vào, bọn em nhập vào cao ấy. Đây hiện tại đang bán gọi là bằng giá nhập, còn chưa có vận chuyển. Đấy, nhưng mà thôi, cứ đôi nọ công kênh đôi kia thì chắc là ổn. Đấy, bác nào mà lấy hàng thì báo em, số hotline bên em là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo bên em ạ.